lên men hoàn toàn mg glu thành ethyl alcohol 1anh C6H12O6, lên men nhưng mà lại toàn bộ sinh ra CO2, là hai lần CO2 đề để đánh võng. Ta có CO2 vào CH lần dư thì tạo ra 40 gam kết tủa. Do là dư, ta tìm được số mol kết tủa là 40 chia cho 100 bằng 0.4. Và do chúng ta có cái từ dư này này, nên ta sẽ có là số mol kết tủa chính bằng số mol CO2. Hiệu suất của quá trình lên men là 75%. Vậy từ đó mình suy ngược lại được số mol của C6H12O6 là 0.4 nhân 1 chia 2 bằng 0.2. Thuận nhân hiệu suất, nghịch chia hiệu suất, chia 0.75. Được không ạ? Vậy ta sẽ có kết quả 0.2 chia 0.75 bằng 0.26666 nhân với 180 ra khối lượng luôn 48 nhé. 48, vậy đáp án chính xác của chúng ta là đáp án gì? Quá đơn giản, quá dễ dàng.